Vào ngày 22 tháng 10 tới đây, chi nhánh chính cũng là chi nhánh lâu đời của Bạch Long Mobile sẽ chính thức hoạt động trở lại sau một thời gian dài sửa chữa. Và để chào đón công ty trong một diện mạo mới thì công ty cũng đã tổ chức nhiều chương trình cực kỳ hấp dẫn dành cho các khách hàng. Và nhằm tạo một không khí cực kỳ sôi động trong ngày khai trương thì công ty cũng đã có nhiều chương trình ưu đãi dành cho các khách hàng với những cơ hội mua sắm cực hot luôn. Và đặc biệt đó là vào ngày 18 tháng 10 với chương trình Reopening. Chỉ cần subscribe nhận ngay ưu đãi. Được tổ chức với nội dung và thể lệ như sau: đăng ký theo dõi kênh Facebook và YouTube của Bạch Long Mobile, like và share video sau đây, comment tên mình vào bên dưới video và chụp lại màn hình để làm bằng chứng xác nhận. Chỉ với 3 bước cơ bản trên là khách hàng đã có cơ hội mua sắm hàng loạt phụ kiện chính hãng hấp dẫn đồng giá 1.000 đồng tại Bạch Long Mobile 136 Trần Phú vào ngày 23 tháng 10. Cụ thể hơn, sau khi được nhân viên xác thực bạn đã hoàn thành các thao tác trên, sẽ được mua ngay những sản phẩm bao gồm các pin và các cáp sạc chỉ với giá 1.000 đồng. Vậy còn chần chừ gì mà không nhanh chóng đăng ký theo dõi Facebook và YouTube của Bạch Long Mobile để vừa cập nhật nhanh chóng những tin tức công nghệ, tin tức khuyến mãi hấp dẫn của công ty mà còn được nhận với những ưu đãi và phần quà hấp dẫn. Lưu ý, chỉ ưu tiên dành cho 136 khách hàng đầu tiên tham gia chương trình đến trực tiếp cửa hàng mua sắm. Mỗi người chỉ được mua một món phụ kiện. Số lượng mỗi phụ kiện có giới hạn, đến càng sớm cơ hội càng cao. Không áp dụng đồng thời các chương trình ưu đãi khác. Mọi sự thắc mắc, quý khách liên hệ trực tiếp 1900 63 64 69 hay 028 22 68 68 68 để được hỗ trợ tận tình.